Chào mọi người, đến hẹn lại lên ha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn móc thủ len. Có ai móc con cua chưa nhờ? Mình vẫn chưa thấy bạn nào khoe con cua với mình cả. Mọi sản phẩm mà các bạn làm ra theo hướng dẫn của Boom House, các bạn gửi lên trang fanpage Boom House nha các bạn. Con cua khá là dễ thương ha. Đó, các bạn xem video con cua hướng dẫn móc con cua nha, Crooked Crab á. Đây, cái book vừa rồi mình vừa quay xong video cái đó. Con heo rất là dễ thương luôn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cũng cái đầu, cái bút đầu thú như thế này, mà chúng ta sẽ móc con adult, con adult frog. Ok, dễ thương ha. Rồi, các bạn nhớ là chọn cái bút, như cho trẻ con thì các bạn lấy những cái bút chì á, bút chì mà trên này nó không có đầu á, các bạn gắn lên, hoặc là những cái bút như thế này nè. À đúng rồi, bút mực bọn trẻ nó viết cũng được nữa. Đừng lấy những cái bút mà nó có vướng ở chỗ này thì chúng ta sẽ không có gắn lên được nha các bạn. Và khi móc như thế này gắn lên rất là chặt, không thể nào mà rớt ra luôn, trừ khi các bạn móc lỏng nè, không thể nằm rớt ra luôn. Kéo đó. Bây giờ chúng ta sẽ móc tiếp cái này và chúng ta sẽ móc con cái đồ, con cái đồ nha các bạn. Rồi, chuẩn bị hai con mắt nè, ép ộp là phải có mắt để chúng ta làm ép ộp ha. Lên này, các bạn chuẩn bị một màu này thôi cũng được, hoặc là lấy một màu đậm hơn để chúng ta móc cái đoạn này cho nó nổi lên, còn không chúng ta sẽ móc từ đầu đến đây luôn. Mình cũng móc nè, khi một cuộn các bạn mua mới về á thì nó sẽ có ở ngoài như vậy thôi nè. Thế các bạn muốn chập đôi sợi á, một là các bạn lấy thêm một cuộn khác, các bạn lấy hai cái sợi ngoài, thứ hai là các bạn phải móc ruột nó ra. Các bạn cứ móc ruột nó ra thì nó sẽ có một cái đoạn như thế này, cái đầu nó sẽ nằm ở đây nè. Đó, chúng ta chập hai sợi vào để chúng ta móc. Tại vì con heo mình hướng dẫn rồi nên con SO mình sẽ hướng dẫn nhanh hơn nha các bạn. Còn các bạn muốn coi chậm á thì qua coi hướng dẫn con heo móc cái đầu đến phần này thì giống con heo ha. Các bạn tạo vòng tròn ma thuật nha. Ở đây mình viết chạc ở đây luôn cho các bạn và chúng ta sẽ móc nhanh luôn nha. Chạc là hướng dẫn ấy các bạn. Vòng đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo vòng tròn ma thuật với 6 mũi đơn. Vòng số 2 chúng ta sẽ móc 6 mũi tăng. Vòng số 3 chúng ta sẽ móc 1 mũi đơn, 1 mũi tăng 6 lần. Vòng số 4 chúng ta sẽ móc 2 mũi đơn, 1 mũi tăng 6 lần. Vòng số 5, vòng số 6 chúng ta sẽ móc là 24 mũi đơn. Chúng ta móc toàn mũi đơn hết. Và vòng số 7 các bạn móc 2 mũi đơn, 1 mũi giảm 6 lần. Vòng số 8 các bạn móc cho mình 18 mũi đơn. Vòng số 9 các bạn móc cho mình 1 mũi đơn, 1 mũi giảm 6 lần. Vòng số 10 các bạn móc cho mình 6 mũi giảm. Thì chúng ta sẽ còn lại 6 mũi, cuối cùng chúng ta còn lại 6 mũi. Và chúng ta sẽ móc lên 3 vòng 1, 2, 3. Và là chúng ta sẽ móc từ vòng 11 lên vòng 13. Chúng ta sẽ móc 6 mũi đơn. Các bạn có thể đổi màu, tông màu xanh lá đậm hơn ha. Còn ở trên thì chúng ta vẫn móc bình thường. Được rồi, bây giờ mình nhìn chạp và mình sẽ móc theo chạp thôi. Và phần này mình sẽ móc nhanh, tại vì cái này mình đã móc rồi.
cái này nó dễ thương, mình thích móc lắm các bạn. Tạo vòng tròn mai thuật ha. Đó, cầm như vậy để cho các bạn móc thôi, chứ còn mình là mình không có cầm như vậy, mình cầm khác. Rồi chúng ta móc 6 mũi đơn vào. Một đơn này, hai đơn, ba ha, bốn, năm, sáu ha. Rồi chúng ta sẽ nối cái vòng nó bằng một mũi trượt. Như vậy chúng ta đã móc xong vòng đầu tiên 6 mũi đơn. Bây giờ chúng ta sẽ móc 6 mũi tăng. Mình sẽ cầm thế này. Cầm thế này mình móc rất là chậm luôn nha. Cầm mũi quen. Một mũi tăng đầu tiên này. Tiếp mũi tăng thứ hai. Mũi tăng thứ ba. Sáu. Đó, chúng ta hết hàng. Bây giờ chúng ta sẽ kéo. Kéo chặt nha các bạn. Đó ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vắt dây lên để chúng ta đánh dấu. Đó. Bây giờ chúng ta tiếp tục móc một mũi đơn, một mũi tăng đến hết vòng. Đúng ha. Một đơn này tăng, tiếp đơn tăng, tiếp đơn tăng, đơn tăng, đơn tăng, đơn tăng. Rồi chúng ta lại bắt sợi dây xuống và chúng ta để dưới, chúng ta bắt lên được, bắt sao cũng được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục móc vòng tiếp theo là hai mũi đơn một mũi tăng 6 lần nha. Móc tiếp nè, một đơn này, hai đơn này tăng, tiếp một đơn, hai đơn tăng, một đơn, hai đơn tăng, một đơn, hai đơn tăng. Móc tiếp một đơn, hai đơn tăng. Rồi tiếp một đơn, hai đơn tăng. Đó. Rồi chúng ta hết hàng, các bạn lại vắt dây lên nha. Rồi chúng ta sẽ móc tiếp. Hàng tiếp theo chúng ta sẽ móc 2 tơ mũi. Vậy là 2 vòng, vòng 5 vòng 6 chúng ta sẽ móc 48 mũi. Bây giờ chúng ta bắt đầu đếm 48 mũi là chúng ta hết hàng kiểu vậy. 1
tư là chúng ta để hết hàng số 5, hàng số 6 bắt ngay lên. Chúng ta móc tiếp 24 mũi nữa. Chúng ta sợi dây là chúng ta hết hàng nha. Các bạn biết không, mà hồi trước mình cũng nghe người ta nói là khi già là mình đan hoặc móc là mình giúp giảm sự mất trí nhớ. Mình có nghe một số người nói như vậy. Chắc là mình nghĩ là chắc là ngồi tính toán đếm số mũi quá à. Rồi, tới sợi dây rồi, chúng ta lại hết hàng nha. Các bạn vắt ngược lên trên. Cùng màu thì các bạn vắt thoải mái, nó sẽ không nhìn lộ đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc hai mũi đơn, một mũi giảm 6 lần ha. Một đơn này, chúng ta móc mũi giảm nè. Mũi giảm nè. Đó. Kéo qua, một giảm nha. Tiếp nè, hai đơn. Các bạn móc như vậy tới sợi dây thôi. Cũng có dụng cụ đồ đánh dấu đó các bạn. Có dụng cụ để đánh dấu hết hàng á, nhưng mà mình dùng sợi dây cho nó tiện, tại vì mấy cái thứ đó mình mua ít á, thì người ta sẽ không có ship, mà chỗ mình người ta không có bán. Mua đơn hàng mà dưới 100.000 thì người ta đâu có ship đâu, mà mua thì mua nguyên bộ, mua về cũng chả làm gì hết. Nhiều khi mua bộ khi móc về á, 12 cây á, để như vậy chứ đâu có móc gì đâu. Thì nên mình khuyên chân thành các bạn là bạn nào thích á, thì mua một cây với lại cái số đo các bạn hay móc thôi. Ví dụ như bạn móc thú thì các bạn mua cái loại kim loại clover 2.25 hoặc là 3 chấm móc cũng được. Nó lại do loại sợi nữa. Còn cái loại cotton Việt Nam như thế này thì mình chơi toàn cái kim này á. Thứ nhất là nó mòn này, các bạn chắc ở đây là không thấy mòn rồi. Nó mòn hẳn cái kim luôn á. Làm mình hư, mình mòn, rít mình móc không được nữa thì mình sẽ bỏ đi và mình sẽ mua cái kim mới. Nó rất là rẻ thôi, chỗ mình có 5.000 một cái à. Nên bạn nào mua mà mình hàng á, mình bán á, mình toàn bạn mình lấy về mình bán 5k à, tại vì không có lời á, tại lời không bao nhiêu á, nên mình chả lấy lời cái này làm gì luôn á. Rồi nãy giờ nói lộn ở đâu rồi à, đúng rồi. Hồi nãy mình móc không sao cả, có móc đúng. Cái hồi nãy là do mình móc ở đây là một mũi đơn nha các bạn, mình móc một đơn một giảm á, nó lộn á. Bây giờ mình sẽ kéo cái sợi dây. Các bạn móc bình thường như lúc nãy là được. Bây giờ mình sẽ bắt dây lên đây mình đánh dấu hàng. Rồi. Các bạn hãy tiếp theo các bạn móc 18 mũi đơn nha. 18 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ móc một mũi giảm, một mũi âm, một mũi ít, một mũi giảm nha. Ít này. Giảm. Ít. Giảm.
Rồi mũi giảm hết hàng ha. Rồi vòng tiếp theo chúng ta sẽ móc 6 mũi giảm ha. Họ đánh dấu vòng này nha các bạn. Đây giờ chả cần đánh dấu vòng. Một giảm nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, hai bốn sáu bảy. Mình nói móc 6 mũi giảm, nhưng mà nếu như các bạn mà cái bút các bạn to hơn á, vì bút nó to hơn thì các bạn có thể móc 5 mũi giảm hoặc 4 mũi giảm thôi, để cho các bạn nhét vừa cái bút á. Xong rồi chúng ta sẽ móc, ví dụ như còn đó là còn 6 mũi á, thì các bạn 6 mũi xuống 11, 13. Nếu ở đây còn 7 mũi thì các bạn móc cứ thẳng xuống là được nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ướm thử cái bút nha. Mình móc được 5 mũi giảm rồi đó. Nó vừa nhưng mà nó hơi rộng nên mình móc thêm một cây nữa, móc thêm một mũi giảm nữa để cho nó chặt á, chặt đó. Bây giờ các bạn đột bông vô nha, đợi mình cũng mình đi lên bông. Làm cái này cho bé mà bé có 2-3 cây hoặc là 5-6 cây gì á, mà làm mỗi cây bút mỗi con vật á, bé cực thích luôn. Dạo này mình mới làm 2 năm rồi á, mình mới móc lại bút bút đầu thú á, chứ còn mấy năm trước á là móc bao cả cây bút luôn, là móc cái đầu ở trên này nè, xong móc thẳng xuống đây luôn nè, móc cả bao xuống xuống đây luôn nè. Đó mình móc bằng len bình thịnh á, hồi đó công nhận xiên thật, giờ thì bớt xiên rồi, nói chung là cũng có can đảm. Các bạn nhét tròn nha. Rồi ha. Cái bút nhớ là độn vào thì phải nhét cái bút vào để cho nó có cái lỗ á, chứ không là làm hoài rồi lại không thấy cái lỗ đâu. Cái lỗ để nhét bút vào cho nó cân đấy nha. Vòng cái này nó hơi lép. Được rồi ha. Ok, bây giờ chúng ta tiếp tục móc xuống. Bây giờ các bạn móc cạnh ngoài nha. Chúng ta sẽ móc 6 mũi đơn 3 vòng này, là chúng ta sẽ móc 18 mũi. Chúng ta tính 18 mũi đơn là chúng ta hết 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nè, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
18. Chúng ta hết hàng rồi đó. Cái này nó to, sao cái này nhỏ dữ vậy? 2, 4, 6 đụng mà. Bây giờ chúng ta sẽ bảo lên, lên. Chúng ta làm chặt vậy để cho cái bút nó khỏi rớt ra đó. Khi bé viết thì nó khỏi bị rớt ra ngoài. Đó, ta nhét vào. Nè, kéo ra rất là khó luôn. Rồi, chúng ta hết rồi đó. Các bạn thích thì móc dài thêm một tí nữa, một vòng nữa cũng được. Nhưng mình móc từ đây thôi. Các bạn kéo qua bằng một mũi trượt nha. Đó, tí mình dầu lên thôi. Tập. Chắc chị thợ, con này dễ lắm. Bây giờ mình sẽ móc cái tay này lên ha. Tên tên tên. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ dùng một sợi này, mình móc xong mình gắn con mắt lên. Các bạn móc kim đổi đầu nha. Cây này rất là tiện luôn. Các bạn tạo vòng tròn ma thuật nha. 6 mũi đơn nha các bạn. 1 nè. 2 nha. 3. 4. 5 6 nha. Đó. Kéo dây lại. Nối vòng tròn ma thuật. Bây giờ chúng ta sẽ móc 6 V nha, móc tương tự như lúc nãy thôi. Nó không có gì khó cả. 1 V, V thứ 2. V thứ 3. V thứ 4. V thứ 5. V thứ 6. Rồi các bạn kéo cái sợi dây lại. Chắc đi. Rồi vòng tiếp theo các bạn móc cho mình 12 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Các bạn móc tiếp cho mình 12 mũi đơn nữa là chúng ta sẽ hết hàng nha. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Chúng ta sẽ kéo một mũi trượt qua để chúng ta chưa lên để không. Rồi, đây. Cái mắt của nó có hình dạng như thế này nè. Chúng ta để trên này. Và mình sẽ ghi luôn cái chạp mũi ra cho các bạn luôn nè. Cái bút rồi. Nha. R1 các bạn móc 6 mũi đơn. R2 các bạn móc 6 V. R3, R4 các bạn móc 12 mũi đơn. Kết hàng chúng ta móc một sợi nha. Rồi chúng ta móc thêm một cái nữa xong rồi chúng ta sẽ gắn lên thôi. Cái này mình móc nhanh nha. Có chặt rồi các bạn cứ móc vậy thôi. 1 2 3 4 5 6 6V, 1V, 2V, 3V, 4V, 5V,
Rồi ha. Kéo lại. Chắc. Bập. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ móc 24 mũi nữa là chúng ta sẽ hết hàng đó. Móc 24 mũi đơn nha các bạn. 1 nè. 2 nè. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Và 24. Rồi, các bạn kéo dây qua. Chúng ta khâu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ khâu hai mắt lại. Rồi chúng ta làm nhanh lông ha. Nè, các bạn bẹp nó lại như thế này. Đó, kim. Các bạn nhìn kim không lên nha. Nè, khi mà ấy thì các bạn lựa cái mắt nó tròn tròn á. Đó. Không, nó dễ lắm nha các bạn, mình chả có gì khó cả đâu. Với lại mình khâu len cùng chỉ cùng màu á thì nó sẽ giấu đi cái phần thô được. Hồi đó mình còn lấy chỉ may đồ á, mình may á, toàn lấy màu trắng thôi, tại vì lựa màu mà cùng với lại cái màu len mình móc thì chắc cũng hơi bị tốn nhiều chỉ luôn á. Còn cái thời đầu cái là mình dán cơ, mình lấy keo nến á, mình dán á. Cái thời đó thì mà hồi trước là chỉ mày mò thôi, chả biết cái gì, mà bây giờ mấy bạn móc thì có người hướng dẫn rồi á, nó dễ. Chứ hồi trước chả có nhiều người hướng dẫn như bây giờ đâu. Với lại mình coi toàn là coi video hướng dẫn móc thô của người nước ngoài, mà người Việt Nam mình vẫn coi. Mà được cái là tự học, nhưng mà được cái mà không coi như vậy thì mình tự học được. Tự học hơi bị ghê. Không phải cái tạo vòng tròn mã thuật này cũng hết mấy tháng á, mới tạo được vòng tròn mã thuật như vậy á, mà không biết sao nó y chang như cái người ta dạy á. Có nghĩa là nghĩ ra xong thấy ok thì làm, chứ hồi trước làm ngu lắm, thiệt sự là ngu lắm. Giờ nghĩ lại mấy cái hồi trước á, mình đần sao á. Nhưng mà cũng nói thì nói, chứ mà được cái này mất cái kia các bạn. Khi mà các bạn như mình á thì các bạn sẽ trải nghiệm nhiều hơn, thì mình có thể chế chát được nè, chế chặt á. Còn có sẵn móc á, nhiều bạn có thói quen